Ha 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 ha, ta cuối cùng cũng đã sắp chế tạo được phóng xạ mới rồi. Và ta sẽ trở thành một vị tiến sĩ vĩ đại nhất trên thế giới này. Chỉ cần một chút nữa thôi thì ta có thể làm cho trái đất này nổ tung. Và ta sẽ thống trị cả thế giới. Ha 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 ha. Sắp xong rồi nè. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Xong rồi. Ha 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 ha. Mình đã cầm trên tay lọ thuốc phóng xạ. Mà bây giờ mình cần phải test thử sức mạnh của nó như thế nào mới được. Được rồi, bây giờ ở đây là một hòn đảo mà mình quăng xuống nước chắc cũng không sao đâu. Được rồi, quăng xuống nước test thử cái sức mạnh của nó như thế nào nè. Hình như là cái sức mạnh của cái thuốc này cũng khá là tốt đó. Nó đang rung rinh mặt đất kìa. Ủa mà khoan đã, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bắt đầu cái khu này nó mạnh như vậy? Ủa mày đã, không lẽ nào nó vượt qua cả kỳ vọng của ta luôn sao? Ôi không, hòn đảo của ta. Trời đất ơi, tự nhiên mình đang câu cá cái gì mà nó rung dữ vậy các bạn? Ủa gì á? Chơi có chuyện gì á? Gì vậy kìa? Hả? Ngoài biển cái trụ gì vậy? Từ từ để tôi ra coi chung với. Xuống đây nhanh lên, sùi ơi. Quá trời người dân bị thương chứ con cá bơi lên bờ rồi kìa. Trụ gì vậy các bạn ơi? Những người dân ở đây và những con cá bị cái gì mà tại sao lại chết trôi nổi trên bờ như thế này vậy? Nhưng mà ông nhìn ra giữa biển kìa, đâu qua có nguyên cái hố sâu khổng lồ luôn kìa. Ôi trời ơi, cái gì vậy các bạn? Trời đất ơi, đó là nguyên một cái hố khổng lồ mà bao vây bởi nước luôn kìa. Tôi không biết nữa, nãy như tôi nghe có tiếng vụ nổ với tôi chạy ra là thấy như thế này rồi, nguyên một cái hố khổng lồ luôn. Trời ơi, cái gì mà nghiêm trọng như vậy các bạn? Anh chị ông nghe thấy gì đâu? Hình như có ai đang kêu cứu đúng không? Ở đằng kia kìa, ơi tôi thấy có một người đàn ông đang bị đang nằm trôi nổi trên kia kìa, qua bên coi thử coi. Ôi ơi, tôi tới liền nè. Để tôi nhảy xuống tôi cứu ông liền nè. Được rồi, tôi sẽ bưng ông vào bờ. Đặt ông xuống nè, nhưng mà các bạn hãy coi kìa, sao nhìn cái ông này ông mặc bộ đồ gì kỳ cục quá vậy? Ông có biết không hả chị? Ôi, như ông này mà ông tiến sĩ á. Ấy, tôi mới vừa nhớ rồi, cái hố bên phía trước kìa là chính là phòng thí nghiệm của ông á. Hả? Cái gì? Ở đằng trước là phòng thí nghiệm của ông sao, nhưng mà bây giờ nó là một hố sâu này rồi. Hình như do ông này làm chuyện gì đó nên mới có cái hố sâu đó. Ông hỏi ông này thử đi. Ờ đúng rồi, ông đã làm cái chuyện gì mà xảy ra nguyên một cái vụ nổ ở giữa biển vậy ông tiến sĩ? Xin lỗi mọi người, cái đó là do cái lọ thuốc phóng xạ của tôi làm ra đó. Cái gì cơ? Lọ thuốc phóng xạ? Nhưng mà ông giải thích kỹ hơn đi, lọ thuốc phóng xạ là sao? Lọ thuốc phóng xạ đó sẽ phát nổ tạo ra một cái hố sâu khổng lồ, và những sinh vật nào tồn tại ở gần đó đều trở thành quái thú khát máu ở dưới biển. Tại sao ông lại làm ra một cái lọ thuốc nguy hiểm tới như vậy hả? Người ta chỉ muốn chế tạo ra cái lọ thuốc để thống trị thế giới này, nhưng mà ai ngờ đâu nó đã phản tác dụng và bây giờ ta bị thương rồi. Ta không thể ngăn cản nó lại được, nhưng mà hãy ngăn cản cái hố sâu đó đi trước khi quá trễ. Ôi ông tiến sĩ, ông mau tỉnh lại đi, ông tiến sĩ, ông phải ngăn cản nó lại. Chết rồi mấy bạn ơi, ông tiến sĩ ông qua đời mất tiêu rồi. Ui nhưng mà bây giờ hả chị ơi, ở đằng kia có quá nhiều người dân đang bị thương kìa, mau lại giúp người ta đi hả chị ơi. Trời đất ơi, sầu quý ơi. Hả? Cái gì vậy? Ở ngoài biển có con gì đang bơi bao kìa. Cái con đó là một con cá không lội, nó đang tiến vào. Ôi nó đang làm cái gì vậy? Ôi hình như có con thuyền chạy qua kìa. Ôi cái chiếc thuyền kìa, anh đặt chân là một cái hố sâu đó. Dừng lại đi. Ôi chết rồi, nó đang lao vào cái hố sâu kìa. Ôi không, cái hố sâu nó đang rút dẫn cái thuyền luôn rồi kìa các bạn. Ui hả chị ơi, tôi cảm giác cái hố sâu chứa phóng xạ nó nguy hiểm quá à. Bây giờ tụi mình phải ngăn cản lại, không thôi là những sinh vật ở gần đó với những người dân mà đi vào khúc đó sẽ gặp nguy hiểm rất là nhiều đó. Đúng rồi đó, chúng ta phải tìm cách ngăn cản với phóng xạ đi. Ông có cách nào không vậy? Tôi có một cách rồi. Đây chính là công ty xây dựng, và mình sẽ vào đây thuê những người thợ xây xây lắp lại cái hố đó. Khi đó sẽ không còn ai đi vào được cái hố nha các bạn. Mấy anh thợ xây ơi, mấy anh thợ xây có thể giúp em đi ra giữa biển và xây lại cái hố sâu ở giữa biển được không ạ? Ồ, cái hố sâu ngoài đó sao? Nhưng mà chúng tôi cần thêm rất là nhiều nguồn lực đó. Giá mà tôi làm chuyện này cũng khá là cao đó nha. Nếu như cậu muốn tụi tôi xây cái hố sâu đó lại á, thì trả cho tôi 5 xì tắc kim cương. Hả? 5 sắt kim cương luôn à? Trời đất ơi, cái gì mà đắt quá vậy? Trong người của mình không có đồng bạc nào luôn, bây giờ phải làm sao? Sầu Quý ơi, đừng có lo, chúng ta có nguyên một cái
mỏ kim cương luôn kìa. Hả, cái mỏ kim cương? Ôi, đó chính là hang mỏ kim cương kìa. Và mình sẽ lại đó lấy kim cương, sau đó mình sẽ đưa cho những anh thợ xây để cho mấy anh xây nha các bạn ơi. Được rồi, bây giờ xuống hang mỏ kim cương thôi nào. Ui, ở dưới này kim cương quá trời luôn. Được rồi, được rồi, đào kim cương lên các bạn à. Đó, đào kim cương nè, đào nè, đào nè, đào đi. Lấy thật nhiều kim cương về nè. Trời ơi mấy bạn ơi, đào nãy giờ mình mới được có 4 stack thôi à mấy bạn ơi, mệt thật sự luôn á. Nè nè nè, tôi đào được 1 stack nè ông Cầm ấy. Hả? Ủa? Ở vậy hả? Thái Chi đưa mình thêm là bây giờ mình đủ rồi nè. Được rồi, bây giờ mau đi thuê những anh thợ xây xây dựng cái hố sâu lại thôi Thái Chi ơi. Mấy anh thợ xây ơi, bọn em đã đem đủ kim cương đến đây rồi nè. Đây kim cương của mấy anh nè, đó đó mấy anh nhận đi, mấy anh nhận đi, đó đầy đủ 5 stack rồi đúng không? Việc xây lại cái hố sâu để cho bà anh lo cho. Tụi em tin tưởng vào anh đó nha. Ôi các bạn hãy cùng quan sát với mình kìa, những anh thợ xây ở đằng kia bắt đầu xây dựng để lắp lại cái hố sâu ở giữa biển rồi kìa các bạn ơi. Xây dựng tôi nào mọi người ơi, lắp chỗ này lại, lắp chỗ này lại. Ôi trời ơi, hy vọng là các anh ấy sẽ lắp được hết nguyên cái hố này và khi đó sẽ không còn ai gặp nguy hiểm nữa. Ôi bọn họ xây gần xong rồi, mình cảm thấy cái gì vậy? Cái hố sâu này đã hút chúng ta vô hay sao đó? Cái gì đúng đúng kìa ơi. Ủa cái gì mà đúng vậy ơi? Ôi mấy anh ơi, mấy anh cứ hận mấy anh ơi. Chết rồi, chết rồi. Ôi hình như nó đang hút mọi người vô. Ôi ôi, nó tiêu hết trơn rồi. Ôi hình như nó nuốt chửng những người trong kia rồi kìa. Ôi ôi ôi, những người đứng ở đây đó hết trơn rồi. Cái cầu cũng đã bị nó hút vào luôn rồi kìa. Ôi hình như mọi người đó đang bị cái hố đó hút vô sao á. Ôi tôi cũng đây, tôi cũng đây. Chết rồi các bạn à, như vậy cái cách lắp lại nó cũng không được rồi. Tụi mình phải tìm cách khác thôi hay chi à. Tôi nghĩ là cách tốt nhất tụi mình đừng đi gần lại cái hố đó, khá là nguy hiểm đó. Khi tụi mình đi tới gần cái hố đó nó sẽ hút tụi mình vào trong đó. Hay chúng ta sử dụng cái flycam này đi, chúng ta sẽ quan sát nó từ trên cao xuống. Ồ, đó cũng là một cách hay đó. Cách an toàn hơn là chúng ta sẽ sử dụng cái flycam này bay vào đó để xem thử trong cái hố sâu nó có cái gì mà tại sao nó lại nguy hiểm nha các bạn ơi. Dạ tôi sẽ điều khiển cái flycam này vô đó coi tìm hiểu được cái gì không nha. Thôi được rồi, điều khiển đi Hachi. Ôi nó đang bay vào kìa các bạn à. Ok các bạn ơi, bây giờ mình cùng với Hachi đang ở trong góc nhìn của flycam nè. Bụi mình đang đi đến cái hố sâu rồi kìa. Ui trời được đất rồi, ơi. Ủa nhưng mà ở dưới không có gì hết trơn nha. À, được rồi, được rồi, để tôi hạ xuống xíu được coi. Ủa cái hố sâu này chỉ toàn là đất với đá không à Hachi ơi, chả có cái gì hết trơn. À, khoan đã, hình như là tôi thấy có cái gì nó nhỏ nhỏ ở dưới kia phải không ta? Ui cái đó là cái gì vậy? Ủa cái dòng xoáy đó kì kì vậy, bay xuống xíu đi Sầu Yên. Rồi rồi, tôi đang hạ nó xuống nè. Ôi các bạn nhìn kìa, ở bên dưới cái hố sâu nó đang có một cái dòng xoáy gì đó đang hút mọi thứ xuống đây nè. Có thể cái này chính là cái phóng xạ mà của ông tiến sĩ nói nè Sa Chi ơi. Ôi kìa, okay, ơi chết rồi, cái camera của ông đang bị cái nó bị cái gì kìa Sa Chi ơi, nó đang bị hút, nó đang bị hút vô rồi. Ôi đâu ơi sao? Ôi trời ơi, cái camera nó hư mất tiêu rồi. Bây giờ không có cái nào để tiêu gì nữa, cái phóng xạ đó phải làm cho cái hồ nước nó trở lại bình thường hả trời. Hình như chúng ta có thể cầm súng để bắn cho nó nổ luôn á. Hả? Cái gì? Cầm súng sao? Ủa nhưng mà làm sao tụi mình có thể cầm súng và chĩa mà nó bắn được, tại vì nó khá là sâu đó. Tụi mình có đi lái máy bay bay vào đó để cho nó phát nổ được mà. Cái gì? Đi máy bay sao? Ủa đó là một cách hay đó các bạn. Bây giờ mình đang ở chỗ thuê máy bay và ở đằng kia chính là một anh phi công dân làng kìa. Anh phi công ơi, anh có thể cho em thuê cái máy bay này được không vậy anh? Tôi có thể cho cậu ta nhưng mà cậu phải đưa cho tôi 10 stack vàng tôi mới cho cậu ta được. Cái gì? 10 stack vàng sao? Ủa trời, cái gì mà đắt quá vậy? Làm sao mà có vàng để đổi bây giờ? Sầu ơi, yên tâm đi, ở phía sau lưng chúng ta có nguyên một cái kho vàng luôn nè. Ôi, cái gì cơ? Một cái kho vàng luôn hả? Ôi ngon vậy. Ôi vậy tụi mình sẽ vào đây lấy vàng và đổi thôi nào. Ôi trời đất ơi, coi kìa, vàng quá trời luôn các bạn ơi. Hạ hồ mà lấy rồi. Ôi được rồi, đào lấy vàng thôi Chi ơi, lấy vàng thôi Chi ơi. Đúng rồi các bạn à, trên tay của mình bây giờ đang có khá là nhiều vàng nè. Anh Phi Công ơi, bây giờ em đã đủ vàng rồi đây. Tất cả số vàng mà em đã lấy được đây. Đây nè, bây giờ vàng của anh Phi Công rồi nè. Nè, đây đưa anh nè, đó lọ đó, anh cầm đi, anh cầm đi. Đúng rồi, vàng cuối cùng nè, đó xong rồi anh ơi. Rồi, không có một tí nữa thôi, kịp thăng đó. Đúng rồi Hachi ơi, bây giờ mau lên máy bay và đi vào đó để tiêu diệt cái phóng xạ thôi nào. Được rồi, đi thôi. Được rồi, nhảy vào chiếc máy bay nè, hay chưa. Được rồi, điều khiển máy bay trực thăng lên thôi nào. Tiến ra cái vùng biển đó và cho cái hố sâu đó biến mất đi Hachi ơi. Được rồi, hạ máy bay xuống xuống Hachi ơi. Bây giờ hãy ngắm vào cái phóng xạ và bắn nè. Hay chưa. Ôi, ok, ok rồi. Nhắm kỹ vô, nhắm kỹ vô. Bắn coi cho nó biến mất Hachi ơi. Rồi bắn cái nữa nè, bắn đi Hachi. Ôi, ơi, không nữa rồi, không ổn rồi. Ôi nhưng mà Hachi ơi, hình như là cái máy bay của chúng ta nó đang bị kéo xuống đúng không Hachi? Nó đang bị cái điện hút vô kìa. Mau cầm súng, mau cầm súng bắn mạnh vô đi Hachi ơi, bắn vô đi, bắn vô đi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, ôi chết rồi. Nó đang hút mình vô kìa. Ôi không, ôi không, ôi không, bây giờ máy bay tụi mình sắp bị hút vô, bắn vô đi.
Được rồi, bây giờ bay về nhà thôi. Nếu các bạn tò mò về lý do tại sao mình trở thành người khổng lồ, các bạn hãy click vào video này nhé. Còn bây giờ, bye bye, chúc các bạn một tuần xin chào.